Mick Jam liên tục gặp biến, Thủy Tiên là người tiếp theo rút lui trên sân nhà, Mr. Nawaz hả hê. Là cuộc thi được tổ chức tại sân nhà Việt Nam, thế nhưng những cái tên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường sắc đẹp này liên tục rút lui. Sau Quỳnh Nga, Á hậu Thủy Tiên là người tiếp theo từ chối tham dự. Hoa hậu sắc đẹp quốc tế Mick Jam là cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do Việt Nam sáng lập. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ năm 2019 nhưng phải trì hoãn 2 lần do dịch Covid-19. Sau thời gian trì hoãn, Mick Jam đang tái khởi động và sẽ có 40-50 hoa hậu đại diện các quốc gia tranh tài. Trong khi rất nhiều người đẹp quốc tế bất chấp lệnh cấm của ông Nawaz để đến với Mick Jam, thì tại sân nhà, nhiều người đẹp của Việt Nam lại liên tục từ chối tham gia cuộc thi. Năm 2019, Mick Jam công bố MC Quỳnh Nga là đại diện Việt Nam tham gia tranh tài. Hôm 17 tháng 11, Mick Jam đã có buổi công bố khởi động tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người bất ngờ khi MC Quỳnh Nga tuyên bố rút khỏi vị trí đại diện Việt Nam tại Mick Jam 2023. Tôi đã suy nghĩ thời gian dài để đi đến quyết định rời khỏi Mick Jam. Tôi rất tiếc nuối vì mình đã vô cùng tâm huyết, tập luyện nhiều, chuẩn bị nhiều với những thông điệp truyền tải đến bạn bè quốc tế. Sau khi trao đổi cùng nhiều người, Quỳnh Nga xin rút và mong khán giả ủng hộ đại diện tiếp theo của Việt Nam ở Mick Jam, cô chia sẻ. Sau khi người đẹp Quỳnh Nga từ chối tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Mick Jam 2023, rất nhiều fan sắc đẹp đã tiến cử Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàng phổ Việt Nam 2022 đại diện cho nước chủ nhà. Tuy nhiên, sau khi chính thức nhận lời làm mentor cho một cuộc thi nhan sắc, cũng đồng nghĩa với việc người đẹp sinh năm 1998 sẽ say no với cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp quốc tế 2023. Thông tin này còn đáng tin cậy hơn khi trên trang chủ của CEO Trần Việt Bảo Hoàng có đăng tải nội dung vì đã nhận lời mời và mong muốn để Thủy Tiên tập trung cho hành trình tại Miss International Queens Việt Nam với tất cả thời gian và tâm huyết cũng như dự án cộng đồng mà Tiên đang ấp ủ cùng nhiều vai trò đã ký kết. Thủy Tiên sau khi bàn bạc với công ty cũng đã quyết định không đặt mình vào danh sách đề cử đại diện tham gia Miss Jam 2023. Cái tên sẽ đại diện Việt Nam sẽ là một cô gái khác được Unimia lựa chọn và công bố trong thời gian tới. Với Thủy Tiên, cô gái hội tụ nhiều tố chất và sẽ còn tiến rất xa trong thời gian tới. Sẽ còn rất nhiều những cơ hội chinh chiến quốc tế đến với em trong nhiệm kỳ mới. Còn bây giờ hãy chiến hết mình với hành trình tại Miss International Queen em nhé. Như vậy, trong khi rất nhiều đại diện quốc tế đã sẵn sàng đến Việt Nam tham dự Miss Jam 2023, thì Việt Nam đến nay vẫn chưa thể tìm được đại diện dù ngày dự thi đã rất cận kề. Hai cái tên được fan tập trung lúc này là Lê Hoàng Phương, người đẹp biển, top 10 Miss Universe Việt Nam 2019 và top 5 Miss Universe Việt Nam 2022. Và Hương Ly, top 5 Miss Universe Việt Nam 2022. Trước đó, cuộc thi Miss Jam nhận được nhiều chú ý sau vụ việc ông Nawaz Israqisu, chủ tịch Miss Grand International gửi thư yêu cầu các giám đốc quốc gia không gửi thí sinh thi Miss Jam. Cụ thể, nếu đơn vị nắm bản quyền Miss Grand International các quốc gia gửi đại diện, kể cả những người đẹp từng thi đến Miss Jam sẽ bị ông Nawaz rút bản quyền. Trước thông tin này, trưởng ban tổ chức phản hồi, chúng tôi xin phép không bình luận gì về hoạt động của những tổ chức hoa hậu khác. Chúng tôi chỉ có thể khẳng định hiện có không ít hơn 80-90 quốc gia gửi thư xin dự thi Miss Jam. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chọn khoảng 40-50 đại diện các quốc gia dự thi mùa đầu tiên nhằm kiểm soát tốt nhất chất lượng thí sinh cho cuộc thi của mình. Mặc cho ông Nawaz ngăn cản các thí sinh từng tham gia Miss Grand International không nên tham gia Miss Jam, mới đây Nhật Bản đã bất ngờ công bố đại diện mà đất nước họ gửi đến Miss Jam 2023 là Ruji Saji. Đáng chú ý nhất, mỹ nhân xinh đẹp này từng chinh chiến tại Miss Grand International 2020 và dừng chân tại vị trí top 20 chung cuộc cùng Á hậu Ngọc Thảo. Ban tổ chức cuộc thi Miss Jam cho biết hàng loạt thí sinh là những hoa Á hậu cấp quốc gia hội tụ về, khiến cuộc thi nhan sắc này càng trở nên khốc liệt. Đặc biệt, người chiến thắng Vương Miện Hoa hậu Miss Jam sẽ nhận được mức tiền thưởng 100.000 đô la Mỹ tiền mặt, gần 2,5 tỷ đồng. Đây là mức thưởng cao nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc dành cho hoa hậu, vượt qua danh hiệu Miss Universe và Miss World. Cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp quốc tế 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 2 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 16 tháng 2 năm 2023.